Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin sáng nay sẽ mở đầu bằng những thông tin trong nước đáng chú ý. Chiều ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì công bố nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Lập pháp, đồng thời họp phiên thứ nhất Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Viện Nghiên cứu Lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng chính là nghiên cứu khoa học lập pháp, tham mưu chính sách, tư vấn hỗ trợ phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện Nghiên cứu Lập pháp cần tích cực tập hợp mạng lưới chuyên gia, xây dựng cơ chế cộng tác viên, từng bước thiết lập quan hệ và học tập kinh nghiệm tốt của nghị viện các nước trên thế giới, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động về nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Viện Nghiên cứu Lập pháp trước mắt cần hoàn thiện các báo cáo chuyên đề khoa học, các kết quả nghiên cứu liên quan tới hoạt động của Quốc hội để phục vụ cho kỳ họp thứ hai tới. Cùng ngày, Hội đồng Khoa học thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1654/QĐ-TTC phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất vaccine sử dụng cho người, nâng cao trình độ, năng lực của các tổ chức doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước sẵn sàng đối phó với dịch mới phát sinh. Chương trình phấn đấu 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho chương trình tiêm chủng mở rộng và một số vaccine khác, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Quy định nêu rõ, đối với vaccine phòng chống đại dịch, được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí dành cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thử nghiệm, kiểm định, mua bảo hiểm và hỗ trợ kinh phí cho người tình nguyện. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Công nghệ quyết định thành lập Ban chủ nhiệm chương trình giúp tư vấn triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình. Bộ Y tế hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp trong việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, kiểm định, cấp phép sử dụng vaccine là sản phẩm của chương trình. Từng bước đưa vaccine sản xuất trong nước vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng hóa Việt đã góp phần ổn định thị trường, giúp người dân yên tâm chống dịch. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt tiếp tục khẳng định được chỗ đứng, mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt tiếp cận thị trường mới. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Dư luận Xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương, hàng Việt hiện chiếm tỷ lệ 60-80% trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Hệ thống bán lẻ hàng Việt hiện đại đang mở rộng nhanh chóng. Gần 70% người Việt Nam vẫn ưa chuộng, ưu tiên tiêu dùng hàng nội địa. Để hàng Việt vượt bão COVID-19, nâng sức cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu, các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu Việt. Theo khảo sát của Bộ Công Thương, người nước ngoài biết đến thương hiệu Việt còn ít và ấn tượng về hình ảnh biểu trưng cho sản phẩm Việt còn mờ nhạt. Nguyên nhân chính là do chỉ có 20% doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu và chỉ chú trọng đăng ký tại thị trường trong nước, chưa đăng ký tại thị trường nước ngoài. Đồng thời, để mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt tiếp cận thị trường mới, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư thay đổi công nghệ tiên tiến, tăng năng suất lao động, hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đa dạng mẫu mã. Doanh nghiệp Việt cũng cần nâng cao khả năng quản lý trên các mô hình công nghệ số thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử, các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện đồng bộ các biện pháp về nghiên cứu thị trường, sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến thương mại, từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần tăng doanh thu, tăng thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án của Sở Giao thông Vận tải về tổ chức vận chuyển người lao động đến thành phố làm việc trong tình hình mới. Đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm công nhân, chuyên gia tại các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Để được trở lại thành phố, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đủ 14 ngày sau tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có xác nhận của cơ quan y tế, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định.
Về thời gian thực hiện, giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, hoạt động vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2. Giai đoạn 2, triển khai hoạt động vận chuyển thêm phương thức 3 khi có kế hoạch, phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông Vận tải. Riêng phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không sẽ thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông Vận tải. Để được vận chuyển, doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển, người phục vụ phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Mới đây, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng 7 lô vaccine, 2 Advac được sản xuất tại UAE do Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VMedimax nhập khẩu. 7 lô vaccine này tương đương với 1 triệu liều vừa được nhập khẩu về Việt Nam. Đây là loại vaccine SARS-CoV-2 bất hoạt được tạo ra từ chủng SARS-CoV-2. Kết luận của Viện Kiểm định Quốc gia về vaccine và sinh phẩm y tế cho biết, 7 lô vaccine này đạt yêu cầu về các thử nghiệm kiểm định theo tiêu chuẩn đăng ký của nhà sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt, đạt yêu cầu về soát xét hồ sơ và bảo quản dây chuyền lạnh trong quá trình nhập khẩu, được phép xuất xưởng. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó có hơn 43 triệu liều đã được tiêm, gần 10 triệu liều là mũi 2. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 429.518 trường hợp mắc COVID-19 và 6.754 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 235 triệu ca, trong đó trên 4,8 triệu người không qua khỏi. Mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục có xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu. Những vùng dịch nóng nhất ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iraq, Anh và Brazil, số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 90.000 ca, trong khi số ca tử vong cũng dẫn đầu với trên 1.000 trường hợp, tức là giảm mạnh so với thời gian trước. Nga một lần nữa chứng kiến dịch bùng phát mạnh khi số ca tử vong trong ngày cao thứ hai thế giới, với xấp xỉ 900 trường hợp trong số trên 24.000 ca dương tính ngày 1 tháng 10. Tại Indonesia, dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng, ngày hôm qua ghi nhận có trên 1.000 ca bệnh mới và 87 ca tử vong. Malaysia là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực Đông Nam Á sau Indonesia. Mới đây, Malaysia đã phê duyệt có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac, Trung Quốc để tiêm cho thanh thiếu niên 12 đến 17 tuổi. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Thành ủy Cao Bằng vừa tổ chức hội thảo lần 2 cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hợp Giang giai đoạn năm 1930-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về nội dung và hình thức trình bày, tính chính xác của một số sự kiện lịch sử, thời gian diễn ra các kỳ đại hội, tên gọi các khóa của nhiệm kỳ, góp ý một số câu từ không phù hợp, bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng. Tên các nhân vật trong lịch sử cần phải chính xác, tham gia ý kiến xác minh một số sự kiện và thời gian công tác của các đồng chí chủ chốt. Các nhân chứng lịch sử đề nghị ban biên soạn viết ngắn gọn, bổ sung hình ảnh minh họa cho các sự kiện, chỉnh sửa lại tên một số địa danh, tên riêng cho chính xác, lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả. Ban biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, sớm hoàn chỉnh nội dung cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường Hợp Giang giai đoạn năm 1930-2020, đảm bảo chất lượng, đúng tiến trình lịch sử, kịp thời xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch. Tại hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn năm 2017-2021 của huyện Trùng Khánh đã tôn vinh 28 hộ nông dân tiêu biểu được khen thưởng các cấp, tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn năm 2017-2021 trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có thu nhập ổn định từ 100 đến 300 triệu đồng.
Hàng năm, số hội viên đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm sau luôn cao hơn trước. Năm 2017 có 2.627 hộ đăng ký, đến năm 2021 có 3.099 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho 2.437 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 123 tỷ đồng, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho vay vốn hỗ trợ chăn nuôi và sản xuất cho trên 800 hộ với số tiền trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho 325 hộ vay vốn để xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Trong thời gian 75 ngày từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về sự kiện, ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, các tổ chức quần chúng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố kêu gọi toàn thể lực lượng vũ trang thành phố thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua để thật sự là động lực, là đòn bẩy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hòa An vừa tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai công tác tuyển quân năm 2022. Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Hòa An được triển khai toàn diện đúng quy định. Kết quả Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phát lệnh gọi 105 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tất cả đều chấp hành, đạt 100% chỉ tiêu giao. Các bước được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2022, huyện Hòa An được giao chỉ tiêu tuyển 90 công dân làm nghĩa vụ quân sự, 18 công dân tham gia nghĩa vụ cho công an. Ban Chỉ huy Quân sự các cấp đã thống kê có 1.273 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong diện gọi là 631 thanh niên. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hòa An giao nhiệm vụ cho các cấp ủy chính quyền cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp thực hiện tốt công tác sơ khám tuyển, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân giao quân năm 2022. Huyện Nguyên Bình vừa sơ kết cuộc phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hoa Thám. Sau hơn một tháng thực hiện cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Hoa Thám đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện tổ chức được 11 cuộc tuyên truyền sâu rộng về luật tín ngưỡng tôn giáo, luật cư trú, luật căn cước công dân, luật giao thông đường bộ. Qua cuộc vận động đã tiếp nhận 12 phiếu tố giác tội phạm ma túy, trộm cắp, tình trạng tàng trữ sử dụng trái phép các loại súng tự chế, xây dựng mới một mô hình phòng chống tệ nạn xã hội tại xóm Nà Chắn với 40 thành viên tham gia, kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân giao nộp 24 khẩu súng và đồ vật linh kiện để chế tạo súng tự chế trái phép. Để tiếp tục duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao, xã Hoa Thám sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nắm chắc hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc phát động. Bản tin 9h10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.